Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc camera mới hoặc là đã có một chiếc camera rồi nhưng mà vẫn đang sử dụng chế độ tự động thì làm ơn hãy dừng hết tất cả mọi việc và xem hết video này giùm mình nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nhân Nguyễn Production, nơi chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tiễn của một nhà sản xuất video. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ về 4 yếu tố quan trọng mà mình tin chắc rằng một khi các bạn đã hiểu và biết cách sử dụng 4 nguyên tố này thì cho dù đưa cho các bạn bất kỳ một chiếc camera nào, các bạn cũng có thể sử dụng nó một cách thuần thục. Mình xin chia 4 yếu tố này ra thành 2 nhóm khác nhau. Nhóm đầu tiên là nhóm những cái nguyên tố ảnh hưởng đến độ sáng của bức ảnh. Đó chính là aperture, f-stop hay còn gọi là khẩu độ, ISO, độ nhạy bắt sáng, và shutter speed là tốc độ màn chập. Và nhóm cuối cùng đó chính là white balance, cân bằng trắng. Trong video lần này sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về kỹ thuật cũng như là một chút ít lịch sử thú vị về việc hình thành của chiếc camera. Nhưng trước tiên mình muốn đố các bạn một câu là các bạn có bao giờ biết được ý nghĩa thực sự của từ camera là gì hay chưa? Mình sẽ cho các bạn đáp án vào cuối của video này. Nhưng trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về những nguyên tố ảnh hưởng đến ánh sáng của một bức ảnh. Từ cái thời cổ chí kim á, thì người ta đã biết sử dụng ánh sáng để tạo ra hình ảnh phản chiếu. Ngày nay các bạn cũng có thể tạo cho mình một chiếc camera đơn giản chỉ bằng hộp dày. Các bạn có thể khoét một lỗ nhỏ ở trên hộp và ánh sáng đi qua chiếc lỗ sẽ tạo ra hình ảnh phản chiếu bên trong hộp. Trước đó mặc dù là người ta biết cách tạo ra hình ảnh phản chiếu nhưng không có cách nào họ có thể lưu lại được những cái hình ảnh đó. Và thuở sơ khai thì họ có những cái người họa sĩ ngồi bên trong một cái căn phòng và vẽ lại những cái hình ảnh phản chiếu. Sau này khi mà khoa học phát triển thì con người đã phát hiện ra có những cái chất hóa học có thể phản ứng lại với ánh sáng và lưu lại được những cái hình ảnh phản chiếu đó. Và từ đó camera bắt đầu được nghiên cứu và ra đời. Và câu chuyện về sự hình thành của chiếc camera cũng để nhấn mạnh một điều rằng ánh sáng là điều quan trọng nhất trong nhiếp ảnh. Sau đây là 3 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến ánh sáng, độ sắc nét và tạo ra những cái hiệu ứng đặc biệt trong một chiếc máy ảnh. 3 yếu tố này luôn đi chung với nhau và tạo thành một cái tam giác gọi là tam giác phơi sáng, exposure triangle, bao gồm ISO là độ nhạy bắt sáng, shutter speed là tốc độ màn chập và aperture là khẩu độ hay còn gọi là f-stop. Đầu tiên mình xin nói về aperture, khẩu độ. Aperture, f-stop hay tiếng Việt gọi là khẩu độ là một yếu tố nằm trên lens của máy ảnh chứ không nằm trên body của chiếc máy ảnh. Đó chính là độ mở của chiếc lens. Các bạn có thể tưởng tượng về ví dụ của chiếc máy ảnh bằng hộp dày thì cái lỗ này khi nó càng to thì nó sẽ cho ánh sáng đi qua lens và đến miếng phim hoặc là đến với lại cái sensor camera của mình càng nhiều, đồng nghĩa với việc bức ảnh của chúng ta sẽ càng sáng. Và ngược lại, nếu như độ mở nhỏ thì nó sẽ tạo ra một cái bức ảnh tối hơn. Aperture còn tạo ra một cái hiệu ứng rất là đặc biệt, đó chính là hiệu ứng độ sâu trường ảnh, tiếng Anh gọi là depth of field. Hay là trong tiếng Việt có một cái từ ngữ thông dụng hơn mà mình nghĩ rằng các bạn đã nghe qua cái cụm từ chụp tin sáu phong, có nghĩa rằng model sẽ rất rõ và tất cả những cái phông nền xung quanh sẽ được làm mờ đi. Đó chính là hiệu ứng xóa phông. Vậy khi nào thì chúng ta nên thay đổi f-stop? Thứ nhất là tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng. Ví dụ như các bạn đang chụp hình giữa trưa khi mà ánh sáng rất là sáng và rất là gắt thì chúng ta nên giảm khẩu độ lại để cho ánh sáng đi vào sensor ít hơn để tránh làm cho cái đoạn video hoặc là hình ảnh của chúng ta bị cháy. Còn đối với nhiếp ảnh chân dung hoặc là chụp ảnh sản phẩm, khi mà chủ thể chính cần được chú ý và background không phải là thành phần quan trọng trong bức hình thì chúng ta có thể mở khẩu độ thật là lớn để cho vật thể thật là nét và những gì xung quanh không quan trọng sẽ được làm mờ đi, ví dụ như là rác nằm ở trên đường này, hoặc là đám đông ở phía sau. Còn đối với chụp ảnh phong cảnh hoặc là chụp ảnh nhà cửa, khi mà chúng ta muốn thể hiện cái sự hùng vĩ, chi tiết và sự sắc nét của cái bức ảnh đó thì mình khuyên các bạn nên để f-stop ở mức 8 trở lên để toàn bộ bức ảnh đều được nằm trong vùng bắt nét. Tuy nhiên nếu như mình muốn chụp một cái căn nhà vào buổi tối khi mà điều kiện ánh sáng không tốt thì làm cách nào để chúng ta vừa có thể có được toàn bộ căn phòng trong vùng lấy nét mà lại vừa có đủ ánh sáng? Đó là khi chúng ta thay đổi yếu tố tiếp theo, shutter speed, tốc độ màn chập. Trên chiếc máy ảnh của chúng ta có một bộ phận gọi là shutter.
đó chính là cái màn chập của chiếc máy ảnh. Nó đóng vai trò giống như cái mi mắt của chúng ta, nó có thể chớp một cách liên tục để tạo ra rất là nhiều tấm ảnh khác nhau. Các bạn có thể hình dung màn chập nó giống như một cái đập nước và ánh sáng giống như là cái hồ nước vậy. Khi mà thời gian mở đập càng lâu thì nước sẽ được thoát ra càng nhiều, và ngược lại, thời gian mở đập càng ngắn thì nước thoát ra sẽ càng ít. Áp dụng như vậy với ánh sáng, thì nếu như shutter speed của chúng ta càng chậm thì ánh sáng đi vào sensor, đi vào miếng phim càng nhiều, bức ảnh của chúng ta sẽ càng sáng. Ngược lại, tốc độ cao sẽ tạo ra bức ảnh tối. Nói như vậy thì chúng ta có nên để cái tốc độ màn chập chậm để cho bức ảnh của chúng ta luôn luôn có đủ độ sáng? Nó chỉ đúng một phần, bởi vì tốc độ của màn chập tạo ra một cái hiệu ứng đặc biệt, đó chính là motion blur. Nó cho chúng ta khả năng ghi lại cái hiệu ứng khi mà vật thể di chuyển hoặc là đóng băng vật thể đó trong một cái khoảnh khắc. Nói đơn giản hơn cho các bạn dễ hiểu, nếu như tốc độ màn chập của chúng ta thấp và vật thể đang di chuyển thì bức hình của chúng ta sẽ bị mờ. Còn nếu như tốc độ màn chập chúng ta càng cao, cho dù vật thể có đang di chuyển, với một cái tốc độ màn chập cao chúng ta vẫn có được một cái bức ảnh cực kỳ sắc nét. Vậy khi nào thì chúng ta nên thay đổi tốc độ màn chập? Thứ nhất là phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng. Nếu như chụp hình giữa trưa khi mà ánh sáng mặt trời rất là gay gắt, chúng ta nên tăng tốc độ màn chập lên để giảm thiểu lượng ánh sáng đi vào sensor, tránh bức ảnh hoặc là đoạn phim của chúng ta bị cháy. Trong điều kiện ánh sáng không tốt thì chúng ta có thể giảm tốc độ màn chập xuống thấp hơn. Nhưng mình khuyên các bạn nên có sự hỗ trợ của một chiếc tripod hoặc là để máy ảnh trên một cái bề mặt nào đó để tránh cái sự rung lắc của cơ thể khi chúng ta di chuyển hoặc là khi chúng ta bấm nút chụp. Còn nếu như các bạn không có một chiếc tripod thì làm cách nào để chúng ta có một cái bức ảnh sắc nét hơn khi mà chụp hình bằng tay? Mình khuyên các bạn là nên set shutter speed ở khoảng 1/150 giây trở lên. Vì ở cái tốc độ này thì máy ảnh sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ đi những cái sự rung lắc, những cái di chuyển nhỏ nhỏ, ví dụ như là lúc chúng ta bấm nút chụp, hoặc là lúc chúng ta thở, hoặc là lúc chúng ta đi bộ và chụp hình. Trong trường hợp nếu các bạn đã mở khẩu rất là lớn và giảm tốc độ màn chập rồi mà bức ảnh vẫn tối, thì làm cách nào để chúng ta có một cái bức ảnh sáng hơn? Đó là khi ISO sẽ giúp cho chúng ta làm được điều đó. ISO hay là tiếng Việt gọi là độ nhạy bắt sáng, là một chỉ số thể hiện độ nhạy của miếng phim hoặc là sensor máy ảnh của các bạn đối với ánh sáng. Ban đầu thì ISO được đặt tên theo tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế cũng mang tên là ISO. Các bạn có nhớ về hàng Việt Nam chất lượng cao ISO 9001, 9002 thì đó chính là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế để chỉ ra độ nhạy của miếng phim hoặc là độ nhạy của sensor đối với ánh sáng. Độ nhạy này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng sáng và vùng tối của bức ảnh. Ngoài ra, ISO còn tạo ra một cái hiệu ứng rất là đặc biệt. Trên máy phim thì được gọi là film grain, còn trên máy ảnh kỹ thuật số thì được gọi là noise, là những cái hạt sạn nhỏ khi mà chúng ta sử dụng ISO ở mức độ cao. ISO càng cao thì sẽ cho chúng ta một cái bức ảnh càng sáng, tuy nhiên nó sẽ tạo ra nhiều film grain và nhiều noise hơn, làm cho bức ảnh của chúng ta giảm đi độ sắc nét và giảm đi chi tiết của bức ảnh. Tùy theo mục đích kỹ thuật hoặc là mục đích về mỹ thuật mà các bạn có thể chọn một cái chỉ số ISO phù hợp cho bức ảnh của mình. Nhưng dưới đây mình sẽ chỉ ra cho các bạn một số quy tắc chung về việc sử dụng ISO để cho phù hợp với từng hoàn cảnh sử dụng. Ví dụ như nếu chúng ta chụp ảnh giữa trưa khi mà nguồn sáng rất là mạnh, chúng ta có thể chọn ISO ở mức 100 để giảm thiểu tối đa mức noise để cho bức ảnh của chúng ta có chất lượng cao nhất. Trong điều kiện ánh sáng tối hơn, ví dụ như là trời ngày hôm đó có rất là nhiều mây chẳng hạn, hoặc là các bạn đang chụp ảnh trong một cái bóng râm, thì chúng ta có thể set ISO ở mức 400 để cho bức ảnh của chúng ta có thể sáng hơn. Đối với chụp ảnh trong nhà và các bạn không có những cái nguồn sáng hỗ trợ như là đèn flash hoặc là bóng đèn, thì chúng ta có thể nâng ISO ở mức 800 để giúp cho bức ảnh của chúng ta sáng hơn, đẹp mắt hơn. Và nếu như trời đã tối và chúng ta không có những cái nguồn sáng hỗ trợ thì các bạn có thể sử dụng mức ISO khoảng tầm 1600 trở lên để đạt được cái mức độ sáng phù hợp cho bức ảnh của mình. Mình tin rằng khi mà các bạn đã hiểu được ba yếu tố này thì các bạn có thể hoàn toàn kiểm soát được độ sáng của bức ảnh
và sử dụng ba yếu tố này để tạo ra những cái hiệu ứng đặc biệt mà các bạn muốn để truyền tải thông điệp qua tác phẩm, qua bức ảnh của mình. Ba yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến độ sáng của bức ảnh. Vì vậy, nếu như các bạn thay đổi một trong ba chỉ số, thì các bạn cũng phải điều chỉnh những kỹ số còn lại để đảm bảo rằng độ sáng của bức ảnh không thay đổi và tạo ra được cái hiệu ứng đặc biệt mà các bạn mong muốn. Và cuối cùng, chúng ta cùng đi đến với chỉ số White Balance, cân bằng trắng, chỉ số đặc biệt ảnh hưởng đến màu sắc của bức ảnh. Để hiểu được khái niệm về White Balance, cân bằng trắng, thì trước tiên chúng ta phải hiểu về khái niệm nhiệt độ màu. Nhiệt độ màu là để chỉ ra chất lượng của nguồn sáng. Ví dụ như ánh sáng buổi trưa được xem là có nhiệt độ màu bình thường. Còn đối với ánh sáng từ ngọn đuốc hoặc là ánh sáng từ bóng đèn dây tóc, nó sẽ có nhiệt độ màu ấm hơn, làm cho bức ảnh của chúng ta có cảm giác ấm áp hơn. Còn sử dụng bóng đèn huỳnh quang hoặc là những bóng đèn neon có màu xanh thì nó sẽ tạo ra cảm giác lạnh hơn cho bức ảnh của chúng ta. Cho dù các bạn đang sử dụng ánh sáng tự nhiên hay là ánh sáng nhân tạo thì chất lượng của cái nguồn sáng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc của bức ảnh. Vì vậy lúc này White Balance trên máy ảnh sẽ giúp cho các bạn loại bỏ đi sự ám màu của những cái màu sắc đó và trả lại cái màu trắng tự nhiên nhất cho bức ảnh của các bạn. Vậy khi nào thì chúng ta nên thay đổi White Balance? Điều này phụ thuộc vào chất lượng nguồn sáng của các bạn, tùy theo môi trường mà các bạn đang chụp ảnh. Đối với máy ảnh kỹ thuật số thì nó đã có rất là nhiều những cái lựa chọn được setup sẵn cho các bạn chỉ việc lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với cái nguồn sáng mà mình đang sử dụng. Việc điều chỉnh White Balance sẽ giúp cho bức ảnh của các bạn có được một cái màu sắc tự nhiên nhất. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể sử dụng White Balance để tạo ra những cái hiệu ứng màu sắc đặc biệt. Ví dụ như các bạn đang có một cái concept ở sa mạc, muốn tạo cảm giác oi bức, các bạn có thể tăng White Balance lên để add thêm màu cam vào trong ảnh của mình, tạo ra cảm giác oi bức. Còn nếu như chúng ta đang chụp ảnh buổi chiều tà, muốn tạo một cái cảm giác lạnh lẽo, kinh dị, các bạn có thể giảm White Balance để add thêm màu xanh dương, làm cho bức ảnh cảm giác lạnh lẽo hơn. Nhưng có một tip rất là quan trọng dành cho các bạn nhiếp ảnh cưới là cho dù các bạn đang chụp ảnh ở bất cứ môi trường nào thì chúng ta phải cố gắng điều chỉnh White Balance làm sao để giữ được màu trắng tinh khiết nhất cho váy của cô dâu. Ok, và đó là 4 yếu tố mà mình nghĩ rằng khi các bạn đã hiểu và sử dụng thành thục 4 yếu tố này thì cho dù có đưa bất kỳ một chiếc camera nào cho các bạn thì các bạn có thể sử dụng nó một cách rất là tự tin. Và nãy giờ chúng ta đã nói về camera rất là nhiều và đã đến lúc mình đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ở đầu video. Định nghĩa thực sự của từ camera là gì? Đó chính là small room, căn phòng nhỏ, nơi mà các họa sĩ đã ngồi trong đó để copy lại những cái hình ảnh phản chiếu trong căn phòng. Đó là một điều thực sự rất là thú vị mà mình đã học được trong quá trình tìm hiểu và thực hiện video này. Mình hy vọng rằng video của mình đã mang lại những cái kiến thức cơ bản hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về nhiếp ảnh hoặc là quay phim. Còn nếu như các bạn chỉ xem qua cho vui thì video này cũng mang lại cho các bạn những cái thông tin và những cái bài học hữu ích về cuộc sống xung quanh của chúng ta. Nếu như các bạn cảm thấy video của mình hay và thú vị thì đừng ngần ngại bấm nút like, share cho một người bạn và đăng ký kênh cho mình. Kênh của mình sẽ sản xuất rất là nhiều những video để chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân về nhiếp ảnh hoặc quay phim, giống như là video về bố cục cơ bản, làm cách nào để giúp cho các bạn tạo ra bức ảnh sinh động và chọn ra những cái góc máy đẹp. Nếu như các bạn có những ý kiến đóng góp cũng như những cái chủ đề mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thì đừng ngần ngại comment phía dưới. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và tạo ra những cái video như thế này để giúp cho các bạn và mình cùng phát triển trên con đường sự nghiệp này nhé. Ok, và bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace!